Kính chào quý vị trở lại với chuyên mục Kinh doanh với Bảo Trần. Trong show trước thì chúng tôi đã có dịp để giới thiệu quý vị những vị khách của chúng tôi là ông Henry Mai và anh Bảo Trần đến từ tập đoàn Sio Green, một tập đoàn sản xuất máy nước nóng hồng ngoại và tên tiếng Anh là Sio Green. Chúng ta đã có dịp để nghe những chia sẻ về một sản phẩm mới và đặc biệt sản phẩm này là do Hoa Kỳ sản xuất và người chủ là người Việt Nam chúng ta. Công ty Hoa Kỳ và người chủ là người Việt Nam thì chúng tôi mong ước làm sao là tại Hoa Kỳ cũng như là trên toàn thế giới chúng ta có nhiều những công ty, những tập đoàn lớn của người Việt Nam chúng ta làm chủ và sản xuất theo gọi là chất lượng của Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ tự hào khi mà những sắc dân khác sử dụng những sản phẩm kỹ thuật cao và có nhiều lợi lạc của người Việt làm chủ. Và đó là cái tâm tình mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi mong ước như vậy. Nhưng mà trong phòng thâu của chúng tôi hôm nay đó, chúng tôi có một vị khách rất là thông lệ và quen thuộc tại thành phố Houston, anh Bảo Trần, là giám đốc của một công ty phân phối độc quyền trên toàn Hoa Kỳ sản phẩm máy nước nóng hồng ngoại Sio Green, cùng chị La Vi là một trong những thành viên sáng lập tập đoàn Sio Green đến chia sẻ với khán giả trong chuyên mục kinh doanh ngày hôm nay. Trước hết xin chào chị La Vi và Bảo Trần ạ. Chào anh Hương Yên. Chào Chào anh. anh. Dạ Dạ, vâng. chào Hương Yên. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi được biết chị La Vi là một trong những người hoạt động trong lĩnh vực nail cả 20 năm, hơn 20 năm rồi. Nhưng mà chị lại là sáng lập viên, thành viên của sáng lập viên tập đoàn Sio Green. Cái này thì trước khi nói về sản phẩm thì cũng phải hỏi chị La Vi một chút đó. Tự nhiên từ cái mảng là mảng nail mà chuyển qua là một sáng lập viên của một tập đoàn sản xuất ra một cái máy mà mang tính kỹ thuật, mang tính mà phải nói là nó rất là kỹ thuật cao như vậy đó, thì cái duyên gì mà tự nhiên chị chuyển hay dữ vậy? Chị cũng cảm ơn Hưng Yên và cho chị gửi lời cảm ơn mấy khán giả của SGN cho chị có một cái ngày ngồi hôm nay Dạ vâng. trên đây để chia sẻ với Hưng Yên. Thì chị làm trong cái tiệm nail đó thì chị thấy nhiều cái vấn đề, chủ yếu nó là phần nước. Ở trong một cái tiệm á, thì thường mình chừng 10 ghế trở lên á, mà mình gắn một cái máy không có đủ, một cái thùng nước không đủ Nước nhiều nóng đó. không đủ em, mình phải gắn tới hai thùng mà mình mới đủ, thì hai thùng nó chiếm hết một cái room của mình, mà cái đó mà hai cái thùng mình bỏ đi thì mình sẽ làm một cái phòng để mà mình làm waxing được. Thành ra sau khi mà chị thấy những cái trở ngại về nước nóng ở trong tiệm để làm cho khách làm pedicure đó, thì chị có một cái nhân duyên gặp được công ty Sio Green và được công ty cho mình những cái sáng chế mới. Thí dụ như một cái máy commercial của công ty treo lên mà mình có thể dùng từ 10 ghế cho đến 20 ghế, 30 ghế là mình không có phải lo hết nước nóng. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà cái tiệm của chị hàng năm á, hàng tháng á, thì chị trả 700 đồng một cái bill. Nhưng mà khi mà chị lắp cái đó thì chị trả khoảng 300, 320. Thì Vậy chị gần một hơn một hơn một nửa nửa, 60%. tiết Thí dụ như là một tháng thì là 300 mấy, nhưng mà một năm 10 tháng chị tính là 3.000 mấy, và một năm chị tới 4.000, chị share được một năm 4.000, nhưng mà 5 năm tới 10 năm chị ký cái ly với landlord thì chị sẽ share được a lot of money. Thành ra chị rất là happy, happy ở cái chỗ là chị không bao giờ hết nước nóng. Rồi cái thứ tiết hai kiệm được chi phí. nhá, cái thứ hai bắt đầu chị mới chia sẻ với bạn bè, mấy mọi người là sau khi chị coi một cái cuốn video clip của người Mỹ đã cưa cái thùng đó ra và chị thấy dưới cái thùng đó là toàn bùn lầy và cái chất chemical, thì chị nghĩ rằng nếu như và họ nghiên cứu ra từ những cái chemical mình cứ tắm mỗi ngày, mình ngửa cổ lên, mình hứng vô mắt, vô mũi, vô tai, mình bị xâm tình, mình bị infection, rồi mình bị viêm họng, rồi viêm mắt, thì cái đó chị có lắp ở nhà và cùng các bạn chị cũng dùng, thì cái làn da của mình á, nó cũng mướt mát hơn và cái tóc của mình không có rụng nữa. Dạ vâng, và cái Và nước đó mà nấu nấu uống nấu thì ăn, nấu nấu uống, ăn tại cũng vì an toàn hơn, phải bao không? nhiêu năm nay thì chị nghĩ rằng là
không ai để ý đến. Đến khi người Mỹ họ cưa cái thùng ra thì mình mới biết rằng nó quá kinh khủng. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị La Vi. Và kính thưa quý vị, cái này chúng tôi cũng phải nói thêm một tí, đó là chúng tôi nghe giọng chị La Vi nói ngọt ngào và cũng giống những cái tâm tình của chị trước khi vào chương trình này. Kính thưa quý vị, chúng tôi nghe chị nói, chị chia sẻ, chúng tôi thấy cái tâm tình rất là thật. Và cái hay nữa là chúng tôi phải chia sẻ ở đây là chúng ta trong tay chị cầm một cuốn là Sống với nghề nail, đã gắn bó với nghề nail 20 năm, có lẽ là hiểu được những cái trăn trở, những khó khăn và những cái vui buồn của ngành nail, mà trong những một trong những cái ngành mà tạo nên sự thành công của cộng đồng người Việt chúng ta, và sự có những đại gia, những người mà làm những công ty lớn thành lập ra, chẳng hạn như chị La Vi đây cũng từ nail mà là sáng lập viên của tập đoàn lớn như vậy, phải không ạ? Cho nên từ nail đó là góp phần rất lớn. Chúng tôi được biết chị viết cuốn sách này, chị nói sơ vài câu một chút cho đoàn khán giả đồng hương tại sao chị viết cuốn sách này và viết về cái gì vậy ạ? Chỉ là một cuốn sách mà chị chia sẻ lại những cái năm tháng chị làm trong tiệm. Chị nó là một cái phóng sự thôi. Để mà mình, cái trước tiên là chị muốn nói là cái nghề đó đã nuôi sống chị và nuôi sống gia đình chị bao nhiêu năm. Và chị muốn rằng trong cái tiệm nail đó, chị thấy rằng mọi người nhiều khi đi làm dậy, nhưng mà khi ra khỏi tiệm hoặc khi gặp những cái trắc trở gì, họ thường không dám nói mình làm cái nghề đó chẳng hạn. Nói ví dụ như vậy, nhưng mà thật ra cái nghề rất rất là đáng quý. Dạ vâng. Đáng quý. Kính thưa quý vị, cho em mượn được không ạ? Kính thưa quý vị, đây là cuốn Sống với nghề nail La Vi. Kính thưa quý vị, đây là cuốn sách mà chị La Vi đã viết về nghề nail. Tại sao trong chương trình giới thiệu sản phẩm là sản phẩm máy nước nóng mà chúng tôi lại lean vào cái này một tí, là bởi vì nghề nail cũng gắn bó nhiều với cộng đồng chúng ta. Tuy nhiên chị là thành viên sáng lập nhưng mà cũng là người làm nghề nail 20 năm và hiểu được những cái khó khăn đó, cho nên chuyển qua cũng là thành viên sáng lập của công ty, thì chúng tôi muốn giới thiệu chút để lạm dụng thời giờ quý vị để mà chia sẻ quý vị về cái nghề nail, và đặc biệt trong nghề nail là một trong những đối tượng mà công ty sẽ nghĩ tới để mà cung cấp cái sản phẩm máy nước nóng hồng ngoại với nhiều những lợi lạc, trong đó là cung cấp nguồn nước nóng và lại là giới hạn được cái chỗ, cũng như là lợi được rất nhiều tiền điện để mà quý vị. Thì bây giờ chúng tôi chuyển sang anh Bảo Trần một chút. Anh là nhà phân phối độc quyền trên toàn Hoa Kỳ và đặc biệt tại thành phố Houston là bản địa của anh Bảo Trần. Như vậy thì trước hết một lần nữa không thừa, nếu mà chúng tôi muốn anh Bảo Trần chia sẻ thêm những cái tiến bộ và những cái lợi của cái sản phẩm máy nước nóng Sail Green hồng ngoại này đối với những sản phẩm khác, đặc biệt là đối với cái thùng nước nóng, cái bình nước nóng mà chúng ta thường dùng hàng ngày. Dạ vâng. Hiện nay. Dạ vâng, cảm ơn anh Hưng Yên. Thì trong cuộc sống chúng ta là mình luôn tiến tới một cái gì đó mà nó là tươi đẹp hơn, nó tốt hơn. Mình muốn xanh sạch, cái đó là cái mà mục tiêu của con người, cái cuộc sống của mình. Thì cái máy này nó đem lại cái đó cho chúng ta. Thì thứ nhất là sạch sẽ, như là chị La Vi đã nói là nó an toàn cho sức khỏe và nó bảo vệ nhiều cái da dẻ khác nhau, không rụng tóc nữa, thí dụ. Rồi cái về cái bên cái gọn, mình nếu mình gắn ở nhà mình cũng save space, mà nó đẹp nữa, nó giống như cái tính thẩm mỹ, cái nhân văn nó rất là cao. Cái này nó rất là đẹp, nó giống như là rõ ràng. Nó giống như là một cái iPhone lớn hơn chút xíu vậy thôi. Bây giờ có chị La Vi ở đây phân tích thêm một cái chỗ tiệm nail một chút nữa. Dạ vâng. Quý vị cũng biết, giống như một cái máy nhỏ gọn như vậy, thì nếu mà mình có cái tiệm nail thì cái space đó mình người ta luôn giới hạn. Dạ vâng. Tại vì mỗi lần mình mở cái tiệm to hơn thì mình lại tốn tiền trả nó nhiều hơn. Còn bây giờ nếu mà thay vì mình bỏ 2-3 cái thùng nước nóng lớn, mình có một cái này nó nhỏ gọn, nó lớn hơn chút xíu, nó chỉ keo lên thôi, là người ta có thể có nguyên cái space đó để làm cái phòng facial, giống như chị nói, có thể kiếm được thêm tiền cho tiệm 20-30% hàng tháng, mà còn giảm tiền hàng tháng cho cái việc mà dùng tiền điện nữa, giống như là tiệm của chị đây là khoảng 50-60% hàng tháng được tiết kiệm điện. Và space mà cái giá thành á, thì giống như là quý vị xài chừng 1-2 năm là nó đã lấy lại hết cái tiền ban đầu, giống như cái này là một cái investment luôn chứ không phải là cái tiền expand nữa nè. Cảm ơn anh Bảo Trần. Cái này chúng tôi phải nhắc lại một con số mà chị La Vi đưa ra thì Hưng Yên thấy hấp dẫn quá, khi mà tiệm nail của chị là 700 tiền điện mỗi tháng, mà khi dùng cái này nó còn có 300. Cái này nghe Khải nói là con số rất là hấp dẫn đây, kính thưa quý vị. Nhưng mà phải nói với Bảo Trần một chút đó, khi mà dùng cái lợi lạc như vậy đó thì đồng hương đặt ra một câu hỏi rằng là
giá cả nó có mắc hơn cái bình nước nóng truyền thống hay không? Đôi khi nó mắc quá đi thì đương nhiên phải lợi thôi. Rồi phân tích thêm một chút về giá cả một chút. Dạ vâng, cảm ơn anh Yên. Thì khi mà công ty Sargreen anh Henry May sáng lập ra đó, thì anh cũng nghĩ đến cái việc mà làm như thế nào để người tiêu dùng có thể affordable mà vẫn có thể giống như là save money đủ để trả lại. Giống như hồi nãy em nói, nếu mà người ta đã dùng một năm cái này là cái tiền nó đã đủ trả lại cho cái tiền mua cái máy rồi. Thì nó, khi mà mình thay, giống như trong đầu mình, trước khi mà mình thay một cái máy, nếu mà thay cái thùng bự đó, với cái này á, cái tiền nó cũng sắp xỉ gần nhau. Cái lý do cái này nó tiết kiệm được cho quý vị ban đầu á, là tại vì anh Henry May nghĩ đến cái việc là phân phối trực tiếp đến người tiêu dùng. Mình nên mình cut những cái người middleman ra, mình không có phải giống như là chi tăng cái nhiều tiền chi phí chính giữa đó. Đó là lý do tại sao quý vị có một cái máy giá thành rất là phải chăng mà quý vị có một cái technology mà mới nhất trên thị trường hiện nay. Dạ vâng, cảm ơn Bảo Trần chia sẻ. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói tới một sản phẩm mới thì chắc chắn sản phẩm mới ra đó nó sẽ có nhiều tiến bộ hơn. Nhưng mà để cụ thể đồng hương mường tượng ra cái máy này tuổi thọ nó cao hơn cái máy nước nóng bình thường hay không, đôi khi là mua về lợi thật nhưng mà máy kia người ta dùng mười mấy 20 năm hoặc là 7-8 năm, 10 năm, ta dùng có 5 năm thôi. Ví dụ như vậy, thì chia sẻ một chút chi tiết hơn một chút phần đó. Dạ cảm ơn Hình Nguyên. Thì khi quý vị biết là mình dùng cái thùng to thì nó bằng sắt, nó reset, nó có sình bùng nghiêm trọng, rồi nó bị lam scale. Thứ nhất tốn kém tiền hàng tháng, mỗi tháng là nó càng tốn nhiều hơn tại vì nó mất lâu hơn để nó đun nóng. Sau khi dùng cái này á thì nó không có bị những cái trường hợp đó xảy ra. Đó là lý do tại sao mà cái tuổi thọ nó sẽ lâu dài hơn. Và ngay cả cái lúc bắt đầu để bảo hành cũng vậy, mình cũng bảo hành nhiều hơn, tốt hơn cho những cái so với những cái sản phẩm khác trên thị trường hiện nay. Và giống anh Hiên biết đó, là cái cuộc sống người ta luôn luôn nghĩ đến cái chân thiện mỹ. Thì cái này đó, em thấy đó là một cái Tesla của tương lai cho máy nước nóng. Không những tương lai, là đây là cái lúc bắt đầu cho trong thời gian tới, là mọi nhà, mọi người, những cái nơi mà business hay là residential, khi mà chúng ta nhìn thấy cái máy hiệu Sargreen, chúng ta tự hào là người Việt của chúng ta là cái người sáng lập viên cái máy này. Đó là cái niềm hạnh viện của con nhân Việt. Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo Trần. Chúng tôi nghe anh Bảo Trần phân tích thì quả thực là chúng tôi phải nói rằng là nghĩ rằng là muốn thay ngay cái bình nước nóng tại nhà và nghe nói tiết kiệm điện là chúng tôi khoái lắm. Đồng hương chúng ta, đặc biệt là những người làm thương mại, tiệm nail, quý vị, đây là một cái cơ hội để quý vị, chúng tôi cho là tin vui cho đồng hương và tin vui cho những cơ sở thương mại. Thì trước khi chúng tôi hỏi thêm anh Bảo Trần thì chúng tôi lại phải quay qua chị La Vi, người một thành viên sáng lập của công ty, nhưng mà chúng tôi được biết rằng là chị là cái người tập trung quản lý cái thị trường Đông Nam Á, là một thị trường mà dân số rất là cao và đôi khi cái tỷ lệ dùng nước nóng trong mỗi gia đình nó ít hơn tại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cái nhu cầu nước nóng là mỗi nhà phải có nước nóng. Tuy nhiên ở Việt Nam thì chưa chắc nhà nào cũng phải cần nước nóng đâu quý vị. Trời lạnh cũng ra tắm nước lạnh hả? Tuy nhiên cho nên chúng tôi muốn hỏi chị La Vi một chút, đó là cái tình hình phân phối của công ty đó tới các thị trường như thế nào? Và thị trường Đông Nam Á mà chị tập trung trong thời gian qua, sự phản hồi của khách hàng ra sao ạ? Hưng Yên có hỏi chị cái điều này thì sự thật thì những cái order của Việt Nam bây giờ phải order trước 3 tháng. Thí dụ như họ muốn tháng 2 thì tháng 12 họ đã phải, có nghĩa là phải hút hàng. Yeah. Rồi bây giờ trên nước Mỹ này quân đội họ cũng đặt rất là nhiều, thành ra bên công ty. Quân đội là sao chị? Quân đội là người ta dùng trong những cái trại lính, trại quân đội đó. Yeah. Wow. Cũng nhà tắm, rồi cũng những cái bếp quân đội, rồi những cái nhà tắm để wow. Quân đội thì Hưng Yên biết là nếu mà đi quân đội thì những cái nước bùn sình rất nhiều, thì làm thế nào từ cái bùn sình dành cho cái nước sạch để cho người quân đội. Dạ vâng, đó là một cái điều mà chúng tôi không dễ mà đạt được đâu quý vị. Đôi khi quân đội Hoa Kỳ mà sử dụng một sản phẩm không phải là sản phẩm nó lơ tơ mơ mà được vào trong quân đội sử dụng. Đây là một điểm mà phải nói điểm son cho công ty và sản phẩm của tập đoàn Sargreen.
Tuy nhiên thì phản hồi của khách hàng khắp nơi, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, thì có phản hồi gì như thế nào thì chị chia sẻ thêm. Có Hưng Yên, mới đây này, cái đợt mà bão lụt của bên anh Bảo Trần đó, là có một bà người Mỹ bà gọi lại bà Lan mà ôm mừng quá. Mọi người không có nước nóng, nhưng mà riêng nhà bà có nước nóng để tắm, bởi vì những cái chất bùn mà chạy qua nước nóng đó thì cái element của mình nó đốt được thì nhà của bà có nước nóng, còn những nhà kia thì không có nước nóng được. Thì đó là những cái phản hồi của khách, họ rất mừng. Rồi có một cái gia đình họ có dùng cái máy 5 năm nay rồi, thì họ cũng gửi những cái lời cảm ơn là mỗi một năm họ xe được trên 1.000 đồng, thì 5 năm, 3 năm là họ xe được một số tiền họ đi vacation. Dạ vâng. Những cái rất 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 là nhiều những cái phản hồi. Dạ. Dạ vâng. Cảm ơn chị Liva Lavi. Nhưng mà phải nói rằng là chúng tôi có một quan điểm đồng ý với bên những vị khách của chúng tôi. Cái gì mà tiết kiệm được mà lại tăng tiến và an toàn, đó là cái tiến bộ nhất. Chúng ta nói xa nói gần mà không tiết kiệm tiền được thì có nghĩa là không có tốt, phải không ạ? Cho nên quý vị cứ căn cứ và theo Hưng Yên thì cái nào tiết kiệm cho quý vị mà an toàn và tiện lợi, đó là cái sản phẩm mà chúng ta đáng để sử dụng khi mà chúng ta thừa hưởng được trong một cái xã hội văn minh, một đời sống vật chất đó đầy đủ và ổn định rồi, thì chúng ta vươn tới những cái gì nó tốt hơn, nó tiện hơn, nó an toàn hơn cho sức khỏe chúng ta. Điều đó chúng ta nên thừa hưởng được cái nền kỹ thuật hiện đại đó. Và chúng tôi cảm thấy vui khi mà công ty tập đoàn Siogreen, 9 người Việt Nam làm chủ, đã tiếp nhận cái kỹ thuật này và phân phối đến không chỉ đồng hương, không chỉ Hoa Kỳ mà nhiều quốc gia khác trên thế giới, trong đó có vùng Đông Nam Á đặc biệt yêu thích sản phẩm này. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng phải hỏi một câu cho đầy đủ đó. Xin hỏi Bảo Trần là cái sản phẩm kiểu nhỏ này tại Hoa Kỳ, trên thế giới không phải là không có, nhưng mà tại sao đồng hương chúng ta phải nên chọn sản phẩm này mà không chọn những sản phẩm cùng cái kiểu này hiện nay trên thị trường? Dạ vâng, cảm ơn anh Yên. Thì như quý vị cũng biết, anh Henry đã nói qua cái chương trình trước đây á, thì tất cả các hệ thống mà hiện tại bây giờ người ta đang dùng, mặc dù người ta làm nhỏ gọn như vậy, nhưng mà ở trong cái element nó vẫn là bằng sắt, nó không phải là cái kiểu mới bây giờ. Đặc biệt của cái công ty Siogreen là cái này là cái pattern mà không có công ty nào có thể làm được hết. Cái này là hoàn toàn có 102 tại công ty. Dạ vâng. Thì cái đó, cái technology này nó giúp cho cái vấn đề là tiết kiệm điện nó cao hơn những cái hãng khác. Đó là lý do thứ nhất là mình tiết kiệm nhiều hơn. Cái thứ hai á là cái giá thành nó là cũng như competitive so với những cái sản phẩm khác trên thị trường. Và cái thứ ba, nó rất là dễ sử dụng, rất là dễ sử dụng, rất là dễ install quý vị ạ. Và cái cuối cùng quý vị cũng biết á là cái space thì nó đã coi như là, nếu mà so với cái nhỏ khác nó cũng như vậy đi. Nhưng mà ở đây, ở cái vấn đề mà cái Siogreen á, quý vị là người Việt, khi mình sử dụng đồ người Việt Nam mình á, cái sự hãnh diện của mình nó tăng lên gấp 10 lần như vậy quý vị ơi. Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo Trần. Và chúng ta sử dụng đồ Việt, đồ sản phẩm của công ty Việt Nam, nhưng mà là sản phẩm của Hoa Kỳ, và là sản phẩm chiết ra từ sự nghiên cứu làm việc của cả một đội ngũ kỹ thuật, kỹ sư và những người chuyên gia, chuyên viên được đào tạo tại Hoa Kỳ này. Đó là cái điểm mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở quý vị. Chúng ta giữ sử dụng một sản phẩm của công ty làm chủ Việt Nam, nhưng mà kết quả của những sự làm việc mệt mỏi không ngừng nghỉ của những đội ngũ chuyên viên được đào tạo kỹ lưỡng và chuyên nghiệp tại Hoa Kỳ mới có được những sản phẩm mà phải nói là tăng tiến và cải tiến nhiều những hạn chế, trong đó sự an toàn, tiện lợi và giá cả lợi lạc về vấn đề chi phí cho quý vị là điều quan trọng nhất. Thì chúng tôi cũng gần hết giờ rồi đó, thì xin mời chị Lavi chia sẻ một vài lời cuối với khán giả, đặc biệt là về sản phẩm này, tâm tình của chị một chút ngắn gọn. Dạ. Hương Yên có hỏi cái tâm tình của chị thì chị thấy rằng là cái này là cái nó thay đổi một cái máy cũ để mà mình dùng một cái máy mới để đảm bảo cho mình sức khỏe, làn da cho đến mái tóc, cho tiết kiệm tiền nữa. Dạ vâng, cảm ơn chị Lavi. Rất là vui. Dạ vâng, chúng tôi cảm ơn chị Lavi và xin chúng tôi tạm dụng 10 giây cho anh Bảo Trần một chút, là kỳ này có tiếp tục khuyến mãi gì nữa không? Chia sẻ khuyến mãi cho đồng hương chứ phải không ạ? Quý vị cứ đầu khuyến mãi cho Hưng Yên quý vị.
Trước tiên thì quý vị ơi, cái cuốn sách mà của chị Lavi viết đây là Sống Về Nghề Nail, nếu quý vị gọi vào công ty số 832-533-2380, chúng tôi có 500 cuốn sách để tặng cho những người trong ngành nail để quý vị có thể cùng chia sẻ tâm tình với lại chị Lavi đây. Là gọi vào số của công ty. Dạ vâng. Và về cái vấn đề khuyến mãi thì quý vị có thể vào website của công ty là mainuocnong.us. Rồi quý vị có thể cũng gọi số 832-533-2380 để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi đang có cái chương trình 10% off và free shipping. Nhưng mà quý vị phải đặt trước, tại vì cái cung rất là nhiều, nhưng mà tụi em là giống như là làm không kịp hàng để đưa ra, thì quý vị phải pre-order. Và chúng tôi mất giống như là tới tháng 12 này mới có thể gửi ra được, nên quý vị muốn bây giờ là quý vị phải đặt order này. Yeah. Wow, cảm ơn anh Bảo Trần, đại diện cho nhà phân phối độc quyền tại Hoa Kỳ, cũng như là chị Lavi là thành viên sáng lập của tập đoàn Siogreen. Kính thưa quý vị, chuyên mục kinh doanh hôm nay chúng tôi đã tạm dừng, thì một lần nữa chúng tôi hẹn quý vị trong chương trình chuyên mục kinh doanh lần tới, và chúng tôi tiếp tục sẽ phân tích mổ xẻ những cái lợi lạc của cái máy nước nóng hồng ngoại Siogreen. Đây là một cái điều mà chúng tôi nghĩ là một tin vui cho cộng đồng người Việt, tin vui cho những chủ tiệm nail, những cơ sở thương mại, nhà hàng cần với nước nóng hàng ngày. Chúng ta tiết kiệm được nhiều tiền và chúng ta sở hữu sử dụng một sản phẩm tiên tiến, tiến bộ và rất nhiều những lợi lạc và bảo vệ sức khỏe cho chúng ta. Chúng tôi xin chào tạm biệt, và chúng tôi cũng chúc cho sản phẩm Siogreen cứ tiếp tục đến với mọi nhà, mọi gia đình, mọi cơ sở thương mại của người Việt Nam và nhiều sắc dân khác, coi như đó là một niềm tự hào của cộng đồng người Việt chúng ta. Hưng Yên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục kinh doanh lần tới.